Và kinh nghiệm mà tôi chuẩn bị chia sẻ với anh em thì có thể hàn được trên cả nhôm nhá. Và bây giờ thì tôi xin chia sẻ với quý vị cách để hàn những cái miếng kẽm này vào cái đầu pin này đẹp nhất và chuẩn nhất. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui vì lại được gặp quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thì nội dung của video ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn một cái kinh nghiệm mà tôi cho rằng có rất nhiều anh em đang mong đợi. Thì ở trên màn hình của quý vị đó chính là những viên pin 18650 cũ tháo từ những viên pin laptop. Thì những viên pin laptop như thế này thì anh em có thể tận dụng để đóng lại và chạy quạt hay chạy đèn. Tuy nhiên là trong quá trình mà chế những viên pin này thì có một khó khăn mà tôi tin chắc rằng là có rất nhiều anh em gặp phải. Đó chính là hàn những cell pin này với nhau thành một khối. Và với những anh em mà có máy hàn để hàn những cái cell pin này lại với nhau thì nó rất là đơn giản rồi. Tuy nhiên là máy hàn mà để hàn những cái cell pin như thế này thì nó khá là đắt. Hoặc là nếu như anh em có chế thì cũng rất là phức tạp và mất thời gian. Chính vì vậy cho nên là hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh em một kinh nghiệm để hàn những viên pin này lại thành một khối mà không cần dùng máy hàn. Và kinh nghiệm mà tôi chuẩn bị chia sẻ với anh em thì có thể hàn được trên cả nhôm nhá. Đây là tôi đã chuẩn bị 3 cell pin mới. Và những cell pin dẹt như thế này thì thường thường là phía chân bên này của nó là bằng nhôm và phía chân bên này bằng kẽm. Thì đây tôi bóp một cái là quý vị có thể nhìn thấy được là nhôm nó rất là mềm. Và thông thường để hàn được vào cái tai pin mà bằng nhôm như thế này thì nó phải có một cái miếng kẽm mà có hai mặt, một mặt là bằng nhôm và một mặt thì bằng kẽm thì mới hàn được. Tuy nhiên là kinh nghiệm mà tôi chuẩn bị chia sẻ với anh em đây thì có thể sử dụng được trên mặt nhôm này luôn. Và cái kinh nghiệm này thì tôi nghĩ rằng là một số anh em cũng đã biết rồi, nhưng mà tôi sẽ chia sẻ để cho nhiều người biết hơn. Đó chính là tôi sẽ sử dụng thiếc xịn, thưa quý vị. Trên màn hình của quý vị đó chính là hai cuộn thiếc xịn, một cuộn là 1,6 mm và một cuộn là 1,2 mm. Thì hai cuộn thiếc này đều là hàng xịn cả. Thì những cuộn thiếc như thế này thì tôi thường mua theo cân một. Vâng, thì ở đây tôi chuẩn bị hai cuộn thiếc để cho nó phong phú hơn. Và tôi sẽ hàn trực tiếp lên trên đầu pin bằng những cuộn thiếc xịn này. Và như một số anh em cũng đã biết rằng là nhiệt độ nóng chảy của thiếc xịn này nó rất là thấp. Chỉ cần là 350 độ là nó đã ăn rất là ngon rồi. Hai nữa là cái độ bám dính và cái độ sáng bóng của thiếc xịn thì nó cũng rất là ngon. Và một cái điều nữa mà tôi nghĩ rằng là nhiều anh em cũng biết rồi, đó chính là khi mà chúng ta hàn trực tiếp vào đầu của những viên pin này thì chúng ta phải hàn thật nhanh. Thì khi mà cái đầu viên pin này mà bị nóng quá thì cái dung lượng lưu trữ của viên pin này sẽ giảm đi rất là nhiều. Chính vì thế cho nên là chúng ta phải hàn thật nhanh. Rồi thì bây giờ tôi sẽ lần lượt thử hai cuộn thiếc xịn này xem nó như thế nào nhé. Vâng, sau khi vệ sinh cho các viên pin xong thì bây giờ tôi sẽ thử hàn. Và ở đây thì tôi chưa cần cạo các đầu pin nha, tôi mới chỉ có gọt đầu cell pin thôi. Và tôi sẽ thử trên cuộn thiếc hiệu Electroly trước. Đây quý vị thấy rằng là tôi chỉ cần chấm nhẹ một cái là thiếc đã bắt luôn rồi. Và bây giờ thì để cho khách quan hơn thì tôi sẽ vừa chấm vừa nói để cho quý vị biết là tôi không tua nhanh. Đây nhá, thì bây giờ tôi sẽ cho cái phần thiếc này vào đây. Tôi xoa xoa một cái là nó sẽ ăn luôn. Đấy, quý vị có thể xem đây là viên pin Samsung này. Và bây giờ thì tôi sẽ đưa cái phần thiếc này vào đây và tôi xoa đi 1-2 lần là nó cũng sẽ ăn. Đấy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì tôi sẽ hàn thử trên cuộn thiếc Sita. Và tôi cũng sẽ để nguyên đầu pin này chưa vệ sinh để quý vị so sánh với lại cuộn thiếc trước nhá. Thì tôi cũng đặt lên vào đây. Đấy. Ố mà có cuộn thiếc này có vẻ như là ăn tốt hơn quý vị ạ. Đây, tôi đặt xuống thì có vẻ là thiếc nó loang ra ngon hơn. Thì lát nữa tôi hàn xong thì mời quý vị cùng tham khảo. Bây giờ thì tôi sẽ thử trên đầu âm của viên pin và với cái cuộn thiếc Sita này. Thì tôi có cảm giác như là cuộn thiếc này ăn hơn cái thiếc trước mà tôi đã hàn. Vâng, thưa quý vị, đây là kết quả của hai cuộn thiếc sau khi hàn vào đầu cell pin. Thì ở bên phải của tôi là hãng Electroly và bên trái là hãng Sita. Thì đây là những viên pin mà tôi hàn mà chưa vệ sinh.
Và bây giờ thì tôi sẽ vệ sinh đầu của các xeo pin và tôi sẽ hàn thử xem thế nào. Đấy. Và trong quá trình hàn thì tôi vẫn nói chuyện để cho quý vị hình dung ra được là cái tốc độ hàn của tôi nó không được tua. Đấy, sau khi mà tôi vệ sinh cái đầu xeo pin thì quý vị thấy rằng là nó bắt thiếc tốt hơn và cái thiếc này nó tròn và nó đẹp hơn. Đây, sau khi vệ sinh xong thì tôi hàn nó sẽ được kết quả như thế này. Và bây giờ thì tôi xin chia sẻ với quý vị cách để hàn những cái miếng kẽm này vào cái đầu pin này đẹp nhất và chuẩn nhất. Thì hàn vào thì tôi nghĩ rằng ai cũng biết hàn rồi, nhưng mà hàn đẹp thì nó cũng cần phải có kinh nghiệm quý vị ạ. Và để hàn cái miếng kẽm này vào đầu pin cho đẹp thì tôi sẽ tráng thiếc trước. Và trong lúc tráng thì tôi sẽ tráng đều hai mặt như thế này. Và sau khi mà tráng đều hai mặt thì tôi đặt cái miếng kẽm này vào cái đầu pin. Và tôi chấm máy hàn, xong một cái tôi nhấc lên luôn. Tiếp theo thì tôi sẽ giữ cái phần đầu kẽm này và tôi chấm tiếp một lần nữa. Đây quý vị có thể xem. Đây là mối hàn mà tôi vừa mới hàn xong. Đấy, mời quý vị đánh giá. Và để thuyết phục hơn thì tôi sẽ hàn thêm một mối nữa. Thì trước khi hàn thì tôi sẽ tráng kẽm hai mặt. Mặt trước và mặt sau của miếng kẽm. Đây, tôi đã tráng sẵn kẽm rồi. Và tôi sẽ đặt miếng kẽm vào đây. Bây giờ thì tôi đặt máy hàn vào, tôi nhấc lên luôn. Và lần thứ hai thì tôi sẽ giữ miếng kẽm này và tôi đặt máy hàn lên một lần nữa. Và tôi nhấc lên. Đấy. Thì quý vị có thể thấy rằng là miếng kẽm bắt rất là đẹp. Đây là mối hàn này, quý vị có thể xem. Rồi thì bây giờ tôi cũng sẽ hàn vào cái miếng nhôm của viên pin này cho quý vị xem. Để tôi sẽ kê một cái miếng giấy vào đây. Và tôi sẽ đặt cái phần kẽm lên đây sẵn và tôi dí vào một cái. Tuy nhiên rằng là cái phần nhôm này tôi phải day mấy cái thì nó mới ăn. Đấy rồi, quý vị có thể thấy rằng là tôi đã hàn thành công vào cái miếng nhôm này. Vâng, đây là kết quả sau khi hàn thiếc vào ba tai pin bằng nhôm. Thì quý vị có thể thấy rằng là khi mà hàn vào nhôm thì cái cục thiếc của chúng ta nó không tròn và nó không được sáng. Tuy nhiên rằng là nó rất là chắc. Và cái cách này thì tôi đã dùng rất là nhiều trong một thời gian dài và nó không ảnh hưởng gì. Cho nên là tôi cũng xin chia sẻ kinh nghiệm này với quý vị để quý vị thử và trải nghiệm nhé. Vâng, tôi sẽ hàn thử một đoạn dây đồng vào đây để cho quý vị xem. Vâng, như vậy thì tôi cũng vừa mới chia sẻ với quý vị và các bạn cách để hàn trực tiếp thiếc vào các cái đầu pin khi mà chúng ta không có máy hàn chập. Thì đây cũng là cách mà tôi sẽ dùng trong cái trường hợp mà không thể dùng được máy hàn chập. Thì tôi dùng cách này thì tôi thấy cũng rất là an toàn và hiệu quả. Và khi quý vị dùng cái cách hàn pin mà tôi vừa mới chia sẻ đây, khi mà chúng ta hàn kẽm vào cái đầu pin này thì chúng ta phải cố gắng hàn làm sao để nhanh nhất có thể. Vì khi mà quý vị mà hàn lâu thì cái đầu pin này sẽ rất là nóng và nó sẽ làm giảm đi cái dung lượng lưu trữ của viên pin. Và trong quá trình làm thì quý vị nào mà có thắc mắc gì thì quý vị hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại mà tôi để phía dưới bên góc phải của màn hình. Đó chính là số 0969988500. Thì đó cũng là số Zalo mà tôi sử dụng. Và video của tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của tôi. Thì quý vị nào mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Tạm biệt quý vị.